Giáo sư đông y hướng dẫn cách chữa viêm mũi, viêm xoang hiệu quả. Chỉ 5 phút mỗi ngày. Ai rồi cũng có lúc biết đến sự khó chịu của bệnh viêm mũi, viêm xoang của bản thân hoặc người trong gia đình. Đừng bỏ qua giải pháp này của giáo sư đông y với cách chữa hiệu quả. Chúng ta đều biết rằng bệnh viêm mũi, đặc biệt là viêm xoang, mặc dù không được cho là nguy hiểm, nhưng vô cùng khó chịu, bất tiện, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Có người bị ngắn ngày, nhưng cũng có người kéo dài nhiều ngày, thậm chí là dai dẳng, suốt đời phải sống chung với lũ. Để khắc phục tình trạng này, chuyên gia nổi tiếng Đại học Y khoa, giáo sư Trương Trấn Trung chia sẻ cách điều trị bằng phương pháp đông y đơn giản, dễ thực hiện. Chỉ cần dành ra 5 phút mỗi ngày và kiên trì trong 7 ngày là bạn sẽ thấy rõ hiệu quả. Giáo sư Trung cho biết, viêm mũi và viêm xoang là những bệnh rất phổ biến, gây khó chịu cho nhiều người. Và ngày càng có nhiều người bị nhiễm bệnh. Các triệu chứng cụ thể dễ nhận thấy như nghẹt mũi, chảy nước mũi, hắt hơi và ngứa mũi, từ đó có thể gây rắc rối lớn cho bệnh nhân. Vì vậy, liệu có cách nào hiệu quả để phục hồi chức năng hô hấp nhanh chóng cho người bị viêm mũi và viêm xoang hay không? Câu trả lời là có. Ngoài việc dùng thuốc, xoa bóp cũng rất hiệu quả. Làm thế nào để xoa bóp giúp bệnh nhân bị viêm mũi và viêm xoang khỏi bệnh? Các bước chuẩn bị cho việc massage, dây bấm huyệt. Ngồi thoải mái, thư giãn cơ thể trong khi duy trì nhịp hít thở đều. Đối với người có bệnh nhẹ, mới bị bệnh, mỗi ngày dây bấm huyệt 2 lần vào buổi sáng và buổi tối, kiên trì trong 1 tuần là sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Đối với người có bệnh đã lâu, bệnh nặng, mỗi ngày phải bấm tối thiểu 3 lần, sáng, trưa và tối, liệu trình bấm kéo dài 20 ngày mới có thể nhìn thấy hiệu quả. Nếu bạn kiên trì, chắc chắn sẽ khỏi bệnh. Kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt. Dùng ngón tay nóng để xoa bóp nhanh vùng sống mũi. Đầu tiên, chắp bàn tay xoa ở mức thật nóng, sau đó dùng hai ngón giữa kẹp xoa vuốt vào hai bên sống mũi. Tiếp tục dùng ngón tay đó đẩy lên cao đến huyệt thần đình, ngay chính giữa đỉnh trán, thẳng từ sống mũi lên vùng chân tóc. Giữ chặt tay tiếp tục kéo xuống phía mũi và hai cánh mũi. Tốc độ nên duy trì nhanh, mỗi nhịp là một cái vuốt lên, một cái vuốt xuống tính một lần, tổng cộng thực hiện 100 lần. Làm cho đến khi trong khoang mũi có cảm giác nóng lên thì mới hiệu quả. Rửa mặt khô, hai bàn tay xoa vào nhau cho đến khi nóng lên. Khi tay nóng hẳn thì úp ngay vào mặt và xoa vuốt, bao gồm cả mũi, trán và má, xoa toàn bộ mặt như vậy. Bấm huyệt nghinh hương. Huyệt nghinh hương thuộc về kinh thủ dương minh đại tràng, có tác dụng phòng ngừa và điều trị các bệnh như cảm lạnh, viêm mũi, viêm xoang, chảy máu cam, đau răng. Vị trí của huyệt nằm ngay trên cạnh viền ngoài cánh mũi, ngay đường vòng của má và mũi, có một điểm trũng xuống. Khi bấm nhấn huyệt nghinh hương, sẽ có cảm giác hơi đau sưng nhẹ một chút. Vì vậy, chỉ nên bấm khoảng 1 đến 2 phút là dừng lại. Ngay sau khi bấm xong, tình trạng nghẹt mũi, tắc mũi sẽ có cải thiện đáng kể. Bấm huyệt nghinh hương trên. Điểm trên của huyệt nghinh hương hay nghinh hương thượng nằm phía giữa mặt, nơi rãnh mũi chạm sát vào sống mũi, gần cuối trên của nếp gấp mũi và má. Sử dụng ngón tay giữa để nhấn huyệt này trong 2 đến 3 phút. Kiên trì nhấn đều đặn hàng ngày sẽ mang lại tác dụng điều trị viêm mũi, viêm xoang đặc biệt hiệu quả. Huyệt ấn đường. Huyệt ấn đường thuộc kinh đốc mạch, một trong 8 kỳ kinh bát mạch, nằm giữa điểm kết nối với đường giữa hai lông mày. Ấn đường là điểm trung gian của mặt và trán, là 3 điểm kinh mạch quan trọng nhất của cơ thể. Về kỹ thuật xoa bóp, ngón tay giữa của tay phải duỗi thẳng ra, những ngón còn lại gập cong để lòng bàn tay chính giữa huyệt và dây bấm với một lực tương đối. Mỗi ngày dây bấm 2 lần vào sáng và tối, mỗi lần khoảng 2 đến 3 phút. Có thể dùng ngón trỏ của tay phải. Sau khi dây bấm, có thể dùng hai ngón tay túm vào vùng da và kéo lên. Mỗi ngày có thể kéo 2 lần vào sáng và tối, mỗi lần từ 50 đến 100 cái. Khi dây bấm huyệt ấn đường có hiệu quả trong việc làm giảm nghẹt mũi, chảy nước mũi, viêm mũi, bệnh về mũi, đồng thời có thể nâng cao khả năng tăng sinh của các tế bào biểu mô mũi, kích thích các tế bào khiếu giác, mang lại tác dụng ngăn ngừa cảm lạnh và các bệnh về đường hô hấp. Bấm huyệt phong trì. Dùng hai bàn tay ôm quanh vành tai, 10 ngón tay duỗi tự nhiên để ôm vào đầu.
ngón trỏ chạm vào cổ, nơi vùng lõm ở chân tóc, vị trí của huyệt phong trì và tiến hành dây bấm. Dùng ngón trỏ của cả hai tay bấm vào hai huyệt, bấm nhả liên tục và đều tay, có thể dùng ngón cái để thay thế, tăng cường tốc độ và sức mạnh, đồng thời xoa bóp vùng đầu để có thể tiện thể thực hiện một công đôi việc, đồng thời giữ cho đầu cố định để không bị chóng mặt. Ngoài ra, bạn có thể dùng dụng cụ massage thay thế cho các ngón tay, gõ nhẹ lên huyệt trong khoảng 3-5 phút là được. Huyệt phong trì tiện lợi nên bạn có thể bấm theo cách nào thuận lợi nhất. Việc bấm thường xuyên có thể giúp giảm ngạt mũi, kích thích khả năng đề kháng của mũi và hệ hô hấp. Huyệt hợp cốc. Huyệt hợp cốc còn được gọi là huyệt hồ khẩu, là điểm lõm nằm giữa ngón trỏ và ngón cái, nơi góc tam giác của xương hai ngón tay giao nhau. Về cách dây bấm, dùng ngón cái của tay này bấm huyệt ở tay kia, dùng lực dây bấm đủ mạnh để cảm thấy hơi đau một chút thì mới đạt được hiệu quả của việc dây bấm huyệt. Huyệt hợp cốc sẽ có tác động kích thích lên toàn thân một cách mạnh mẽ, có tác dụng giảm huyết áp, giúp trấn tĩnh các dây thần kinh. Mỗi ngày nên bấm huyệt hợp cốc khoảng 1-3 phút sẽ tốt cho sức khỏe của lá lách và dạ dày. Đối với những người có các bệnh như đau đầu, ù tai hoặc điếc nhẹ, mờ mắt, mất ngủ, thần kinh suy nhược, có thể cải thiện tình hình rất tốt. Tuy nhiên, huyệt này có tác động mạnh lên toàn cơ thể. Những người thể trạng yếu hoặc bệnh nhân đang trong thời gian mệt mỏi thì không nên bấm vì tính kích thích của huyệt khá cao. Phụ nữ có thai cũng không nên bấm huyệt này. Quý vị và các bạn đang theo dõi video được phát sóng trên kênh YouTube Kiến thức khoa học về sức khỏe. Để nhận được những thông tin và kiến thức mới nhất, quý vị và các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía dưới video, đồng thời chia sẻ cho gia đình, người thân và bạn bè bằng cách nhấn vào nút like, share để giúp họ có thể bảo vệ sức khỏe của chính mình. Mọi thông tin chi tiết được chúng tôi cập nhật hàng ngày tại địa chỉ kiến thức khoa học về sức khỏe.com hoặc trang fanpage kiến thức khoa học về sức khỏe.